Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, theo China Weather Network, vào khoảng 20h20 ngày 17, bão Talim đã đổ bộ vào bờ biển đảo Nam Tam, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông với cấp độ bão cuồng phong và trở thành cơn bão đổ bộ đầu tiên vào Trung Quốc trong năm nay. Cơn bão đã phá vỡ thời kỳ chống bão ở Trung Quốc trong hơn một tháng chỉ bằng một cú xả xuống. Bị ảnh hưởng bởi Talim, mưa lớn đổ xuống thị trấn Trạm Giang, đổ xuống thị trấn Trấn Giang, Giang Tô và một số đường trong khu vực đô thị bị ngập nước nghiêm trọng. Khi Talim đổ bộ, lực gió lớn nhất ở gần trung tâm là 13,38 m/s và áp suất không khí tối thiểu ở trung tâm là 965 HPA. Nhiếp Cao Chân, một kỹ sư cao cấp tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Biển và Bão của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, đặc điểm chính của cơn bão đổ bộ này là sự mạnh lên của gió ở khu vực ngoài khơi và đổ bộ vào đất liền với cường độ đạt cực đại. Tuy nhiên, sau khi Talim đổ bộ, sức mạnh của nó sẽ nhanh chóng suy giảm và có tác động của gió và mưa cũng sẽ suy yếu theo. Khi Talim di chuyển về phía Tây và phía Bắc, khi đổ bộ, khu vực mưa sẽ dần di chuyển về phía Tây đến tận phía Vân Nam. Vì vậy, nói một cách tương đối, phạm vi ảnh hưởng của các trận mưa tiếp theo rộng hơn phạm vi ảnh hưởng của gió mạnh. Dự kiến sau khi đổ bộ, Talim sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ vào sáng ngày 18 và có thể đổ bộ trở lại biển Quảng Tây vào sáng ngày 18. Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo bão màu cam và cảnh báo mưa dông màu vàng vào lúc 16 giờ ngày 17. Dự báo đến đêm 18 có mưa to đến rất to ở một số khu vực ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, gần phần lớn đảo Hải Nam, Đông Nam Phúc Kiến, Nam Hồ Nam, Đông Nam Quý Châu. Trong đó, Tây Nam Quảng Đông, Nam Quảng Tây và Bắc đảo Hải Nam có mưa dông to ở một số khu vực. Các nơi khác cục bộ có mưa dông rất lớn bị ảnh hưởng bởi Talim. Mưa lớn xảy ra tại một số khu vực ở Giả Sơn, Chiết Giang, nhiều tuyến đường bị tốc mái, nhiều người đi bộ bị mắc kẹt trên đường. Ngành vận tải biển, đường sắt và các ngành khác dọc theo bờ biển Nam Trung Quốc đã kịp thời có biện pháp đình chỉ hoạt động nhiều danh lam thắng cảnh tạm thời đóng cửa. Trong số đó, tất cả các tuyến từ Quảng Tây, Bắc Hải đến đảo Vi Châu đã bị đình chỉ và đảo Vi Châu đã sơ tán khoảng 18.800 hành khách kể từ ngày 16. Ngoài ra, cung điện Tianhu Nasa Quảng Châu, công viên bờ biển Damista Thâm Quyến, vịnh Rùa Huệ Châu, bãi biển đầu tiên của Trung Quốc Mao Ninh và nhiều danh lam thắng cảnh khác đã ban hành thông báo đóng cửa tạm thời và thời gian phục hồi sẽ được xác định. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, sự xuất hiện của Talim có thể được mô tả là quá muộn. Tổng hợp dữ liệu lớn về các cơn bão từ năm 1949 đến năm 2022 cho thấy cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc hầu hết từ tháng 6 đến tháng 7, số lần đổ bộ nhiều nhất vào cuối tháng 6. Thời gian đổ bộ của Talim là muộn hơn trung bình khoảng 20 ngày so với thời gian bão trung bình đầu năm. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Talim, Quảng Châu và các khu vực ven biển phía Tây Quảng Đông đã có gió và mưa lớn trong 2 ngày qua. Theo phương tiện truyền thông trong nước Xiaoshang Morning News, vào ngày 16 tháng 7, một nhóm du khách từ Thâm Quyến đến Đông Quảng để chơi và gặp phải một cơn bão mạnh sau khi xuống xe. Một nhóm người không thể nhúc nhích gì chỉ một tấc, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất cầm ô ước chừng 10 phút. Video cho thấy cảnh tượng rất xấu hổ. Người quay video cho biết thời điểm cả nhóm xuống xe, trời quang mây tạnh, sau đó trời mưa to khoảng 10 phút. Cuối cùng cả người ướt sũng. Sau khi mưa tạnh, họ ngồi trên đường và xoắn quần áo của họ. Một số cư dân mạng cười và nói rằng mục đích chính là làm bạn đồng hành cùng nhau bị ướt và cấm ô chỉ là tôn trọng mưa. Một số cư dân mạng còn cho rằng trời mưa nhẹ thì không cần dùng ô, nhưng mưa to thì vô dụng. Theo các quan chức thành phố Đông Quan cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão Talim, gió giật ở Đông Quan tăng dần lên cấp 7 đến cấp 8 từ chiều ngày 16 đến 17 và cấp 9 đến cấp 10 ở khu vực ven biển và cao nguyên. Từ ngày 16 đến 18 có mưa to đến rất to và mưa cục bộ, mưa dông kèm theo. Ngày 19 đến ngày 20 vẫn có mưa rào phổ biến. Từ chiều ngày 16 tháng 7 đến rạng sáng 18 tháng 7 dọc bờ biển Đông Quan sẽ xuất hiện chiều cường cao từ 60 đến 150 cm. Ngày 17 tháng 7 là ngày 30 tháng 5 âm lịch, nước thiên văn dâng cao. Một số trạm thủy triều ở Đông Quan có mực nước siêu cảnh báo
trong ngày hôm nay. Bị ảnh hưởng bởi Talim, nhiều nơi ở Trung Quốc sẽ có mưa lớn, thậm chí mưa rất to. Các sông chính ở 4 tỉnh Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam sẽ bị lũ lụt. Trong số đó, sông Nandu ở Hải Nam và Tả Giang, Nam Lưu Giang, sông Bắc Luân, sông Phong Thành và các con sông ở Quảng Tây có thể bị lũ trên mức cảnh báo. Vào lúc 8 giờ tối ngày hôm qua, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Châu Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp cấp 4 lên cấp 3 để kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão. Và Ủy ban Châu Giang đồng thời nâng mức ứng phó từ cấp 4 lên cấp 3 để phòng chống lũ lụt. Dự kiến trong ngày hôm nay, ở khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ xuất hiện sóng dao động từ 6 đến 9 mét. Ở eo biển Pacific và khu vực trung tâm Biển Đông sẽ xuất hiện sóng động từ 2 đến 4 mét. Mức cảnh báo sóng ở vùng biển ngoài khơi Biển Đông là màu cam. Ngoài ra sẽ có sóng lớn từ 3 đến 5 mét đến sóng cực lớn ở vùng biển ven bờ Quảng Đông. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng các tàu thuyền đi lại trong vùng biển có liên quan của Biển Đông cần chú ý tránh khu vực bị ảnh hưởng bởi bão và các nhà khai thác đường biển phải sơ tán kịp thời trước bão. Tất cả các địa phương cần chú ý chống ngập úng đô thị và nông thôn, lũ lụt trên núi và các tai biến địa chất do mưa lớn gây ra, đồng thời tăng cường điều tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn như đập, hồ chứa, kè sông, mương. Thưa quý vị, hôm 18 tháng 7, các trận mưa lớn kéo dài buộc hàng trăm chuyến bay và tàu ở Bắc Kinh, Trung Quốc phải hủy chuyến. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi các quan chức chính phủ hàng đầu sẵn sàng cứu hộ và kiểm soát lũ lụt. Chính quyền Bắc Kinh đã cho ban hành cảnh báo cam, mức cảnh báo thứ hai về hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc về tình hình mưa lớn kéo dài và gây lũ lụt trên diện rộng. Tình trạng này có thể kéo dài sang ngày 19 tháng 7 với một số khu vực đạt lượng mưa từ 100mm, hơn 200 chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, một số ít ga tàu điện ngầm cũng bị đóng cửa. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy xe cộ di chuyển chậm chạp qua dòng nước ngập gần nửa thân xe, vài dịch vụ đường sắt cao tốc bị tạm hoãn. Cũng theo Tân Hoa Xã, kể từ ngày 16 tháng 7 đã có 13 người thiệt mạng và 62 người mất tích trong bối cảnh miền Bắc và Tây Bắc Trung Quốc mưa lớn. Ngoài ra, số liệu từ Bộ các vấn đề dân sự Trung Quốc xác định 24 người ở tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam và Thiểm Tây đã tử vong kể từ ngày 16 tháng 7. Trong đó, tỉnh Hà Bắc thiệt hại nặng nhất, 14 người chết và 72 người mất tích. Một số ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh ngập nặng, đường hầm nằm kế ga Tây Bắc bị ngập hôm 18 tháng 7. Người dân thủ đô Trung Quốc đang hứng chịu những cơn mưa nặng hạt kéo dài. Hơn 120.000 người dân sống tại địa bàn tỉnh này đã được sơ tán. Khoảng 7.000 ngôi nhà bị phá hủy, giao thông, điện và thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Mùa hè ở Trung Quốc thường đi kèm mưa to và bão lớn. Năm 2020, Bắc Kinh hứng chịu những cơn mưa nặng nề nhất trong vòng 60 năm trở lại đây, giết chết ít nhất 80 người. Kính thưa quý vị, hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino tương tự vào những năm 1997-1998 có thể khiến Trung Quốc hứng chịu trận lụt nghiêm trọng bắt nguồn từ sông Dương Tử và hai tuyến đường thủy chính ở Đông Bắc nước này vào mùa hè tới. Các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán lũ lụt sẽ tràn vào cả Hồng Kông và Macau. Tổng thư ký Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, ông Lưu Ninh cho biết rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu trong năm nay. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức cảnh báo mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra vào năm ngoái. Vào tháng 5 vừa qua, lượng mưa ở sông Dương Tử được dự báo sẽ tăng 10-50% so với các năm trước. Một số nhánh sông ở vùng Hạ Lưu có thể tăng 20-50% so với lượng mưa trung bình hàng năm. Trong khi đó, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8, toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%. Riêng khu vực Trung Lưu 50-80%. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Dương Tử cung cấp khoảng 60% lượng gạo, 1/5 lượng bông cho toàn quốc. Tuy nhiên, nếu lũ lụt quá nghiêm trọng, Trung Quốc nhiều khả năng phải nhập khẩu gạo từ các nhà xuất khẩu lớn của châu Á như Thái Lan, Việt Nam và có thể là Ấn Độ. Đây một tuần, các tỉnh phía Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và Phúc Kiến hứng chịu trận mưa lớn khiến mực nước ở nhiều con sông tăng lên mức báo động. Cơ quan phòng chống lũ lụt bão quốc gia đã điều động 4 lực lượng đặc biệt tới cứu hộ tại các tỉnh này. Vào thời điểm đó, mực nước sông Gan, một nhánh sông Dương Tử ở Giang Tây cao hơn mức giới hạn an toàn 2,52m. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã kêu gọi giới chức địa phương các cấp đề ra biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ ngập lụt ở sông Dương Tử, sông lớn và hồ chứa. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.
Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.